Như các bạn đã biết, hố đen vũ trụ là một thực thể có sức mạnh khủng khiếp nhất trong vũ trụ. Nó có thể dễ dàng nuốt chửng những ngôi sao khổng lồ và kể cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Vậy hãy giả sử rằng, nếu có một hố đen tiến về phía hệ mặt trời của chúng ta, liệu có một sức mạnh nào có thể phá hủy và tiêu diệt được nó không? Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, nhưng chúng ta có thể vận dụng những kiến thức mà ta đã biết để khám phá xem liệu với công nghệ hiện có của con người thì liệu rằng ta có thể phá hủy được một hố đen vũ trụ hay không? Đã có những ý tưởng điên rồ về việc sử dụng bom nguyên tử và thả vào bên trong của hố đen. Tuy nhiên, tất cả những ý tưởng đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Do lực hấp dẫn của hố đen là rất lớn và càng vào bên trong thì lực hấp dẫn này càng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Nó khiến cho bất kỳ một vật thể nào khi rơi vào hố đen cũng sẽ bị xé tan ngay lập tức dưới sự chênh lệch về lực hấp dẫn ở trong và ngoài, hay còn gọi là lực thủy triều. Do đó, bất kỳ một vật thể nào đi vào bên trong hố đen cũng chỉ trở thành thức ăn cho nó trước khi có thể đến được điểm kỳ dị ở tâm của một hố đen. Nếu ngay cả khi chúng ta có thể đưa một quả bom hạt nhân vào đến tận bên trong tâm của hố đen và cho phát nổ, thì điều gì sẽ xảy ra? Về cơ bản thì tâm của hố đen có lượng vật chất cực kỳ lớn, nhưng tất cả đều là các mảnh vụn do quá trình sụp đổ của một ngôi sao và các vật chất mà hố đen nuốt từ bên ngoài. Chúng chịu một lực hấp dẫn lớn đến mức khiến cho khối lượng vật chất này co lại thành một điểm rất nhỏ. Nó giống như việc bạn nén toàn bộ trái đất xuống bằng kích thước của một đồng xu vậy. Và khi quả bom hạt nhân phát nổ, sức mạnh của nó sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu bởi lực hấp dẫn lớn đến khủng khiếp. Tuy nhiên, nó có thể nghiền nát một phần nhỏ lõi của hố đen, nhưng sau đó, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, thì các vật chất này tiếp tục bị hút vào và trở về trạng thái như cũ. Về cơ bản, các vật chất đã bị nghiền nát rất nhỏ rồi, do đó việc tiếp tục bị nghiền nát bởi một quả bom hạt nhân cũng không thay đổi được điều gì. Tuy nhiên, có một cách có thể phá hủy được lõi của hố đen. Chúng ta biết rằng lõi của hố đen có khối lượng rất lớn với kích thước rất nhỏ. Chính điều đó khiến cho lực hấp dẫn của nó vô cùng mạnh, mạnh hơn bất kỳ một lực nào mà chúng ta biết. Do đó, để tiêu diệt được hố đen, chúng ta cần tiêu diệt lực hấp dẫn tại tâm của nó. Để tiêu diệt được lực hấp dẫn ở tâm, chúng ta cần phá hủy phần lõi có khối lượng rất lớn của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần đặt một quả bom đặc biệt vào sâu bên trong phần lõi này và cho nó phát nổ để có thể phá hủy, hoặc ít nhất là chia tách phần lõi này. Vậy quả bom này phải có sức công phá như thế nào? Rất khó để tính toán chính xác khối lượng của một hố đen. Tuy nhiên, các nhà khoa học dựa trên tính toán lực hấp dẫn qua việc quan sát các luồng ánh sáng và khí bị hút bởi hố đen, và như vậy có thể xác định khối lượng trung bình của một hố đen vào khoảng 10.000 lần khối lượng mặt trời. Có nghĩa là nó gấp 3,3 tỷ lần khối lượng trái đất. Vậy quả bom của chúng ta phải có sức công phá bằng với sức công phá để phá hủy toàn bộ trái đất và nhân nó lên 3,3 tỷ lần. Quả là một con số khủng khiếp. Tất nhiên, những tính toán này chỉ mang tính tham khảo, và việc đưa quả bom đó vào sâu bên trong lõi của hố đen là một nhiệm vụ bất khả thi. Vậy có cách nào khác thực tế hơn để tiêu diệt một hố đen hay không? Câu trả lời là có, nếu như bên trong hố đen thực sự là vật chất. Bởi cho đến nay, chưa ai có thể trả lời chính xác bên trong hố đen thực sự là cái gì. Chúng ta chỉ biết rằng hố đen có lực hấp dẫn cực lớn và bất cứ hành tinh hay ngôi sao nào khi bị hút vào hố đen cũng sẽ biến mất không còn một dấu vết. Theo như giả thuyết của các nhà khoa học, tâm của một hố đen vũ trụ được gọi là điểm kỳ dị, singularity, là một vùng không gian nơi mật độ vật chất và độ cong không thời gian trở nên vô hạn. Tất cả vật chất của một ngôi sao sau khi sụp đổ bị nén lại với khối lượng vô cùng lớn trong một thể tích vô cùng nhỏ. Và theo lý thuyết này thì tâm của hố đen vẫn là vật chất. Vậy nên, để tiêu diệt được một hố đen, chúng ta sẽ phải dùng đến phản vật chất. Khi vật chất phản ứng với phản vật chất, nó sẽ giống như một số âm cộng với một số dương, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Và nếu có thể tạo ra một lượng phản vật chất đủ lớn để tiêu diệt hố đen, chúng ta chỉ cần thả chúng ở gần miệng hố đen và để lực hấp dẫn tự hút nó vào bên trong, triệt tiêu mọi vật chất ở phần lõi. Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta vẫn chưa dừng lại ở đây. Có nhiều vấn đề xung quanh việc sử dụng phản vật chất để triệt tiêu vật chất ở trung tâm của hố đen. Vấn đề đầu tiên là sẽ còn lại gì sau khi phản vật chất và vật chất triệt tiêu lẫn nhau? Chúng không chỉ đơn giản
là cứ thế mà biến mất, mà chúng sẽ chuyển đổi thành một dạng năng lượng tinh khiết. Giống như Einstein đã nói, khối lượng và năng lượng có sự liên hệ mật thiết với nhau. Bạn có thể biến khối lượng thành năng lượng và chuyển năng lượng vào trong khối lượng. Và với khối lượng khổng lồ của một hố đen, nó sẽ tạo ra năng lượng khủng khiếp tới mức được giải phóng bằng một vụ nổ siêu to, siêu khổng lồ. Nó sẽ giống một quả bom phản vật chất khổng lồ trong vũ trụ mà sức mạnh của nó là không thể đo đếm được. Nó vượt ngoài những gì mà con người có thể tưởng tượng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hành tinh của chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt bởi tác động khủng khiếp từ vụ nổ. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm suy yếu sức mạnh của một hố đen khổng lồ bằng cách này. Với một lượng phản vật chất nhỏ hơn, chúng ta có thể tạo ra một quả bom với sức mạnh đủ lớn để phá hủy một phần lõi của hố đen. Một lượng phản vật chất nhỏ hơn lượng cần thiết để tiêu diệt toàn bộ hố đen, nhưng đủ lớn để tạo ra một quả bom có sức phá hủy 3,3 tỷ lần khối lượng trái đất. Nó là hoàn toàn có thể trở thành sự thật vì sức mạnh của bom phản vật chất là vô cùng lớn. Tất nhiên, chi phí để tạo ra phản vật chất không hề rẻ chút nào. Theo NASA, 1 gram các hạt phản hydro có chi phí lên đến 62,5 nghìn tỷ đô la. Nó là loại vật liệu đắt giá nhất trên trái đất. Và để có thể tạo ra một quả bom phản vật chất đủ lớn, chắc chắn chúng ta sẽ cần đến một con số lớn hơn gấp nhiều lần ở trên. Mặc dù các lý thuyết này có vẻ rất xa vời, nhưng nó là một cách có vẻ thực tế hơn, giúp chúng ta có thể tiêu diệt được một hố đen. Để khi một ngày nào đó, một hố đen tiến gần đến hệ mặt trời và chúng ta sẽ cần phải hành động trước khi hệ mặt trời bị hủy diệt. Các bạn có cảm nhận thế nào về giải pháp này? Liệu một ngày nào đó, có thể là hàng triệu năm sau, con cháu chúng ta có thể áp dụng giả thuyết này vào thực tế, nhằm cứu trái đất cũng như hệ mặt trời của chúng ta khỏi thảm họa hố đen? Tuy chỉ là giả thuyết, nhưng nó cũng khá thú vị để chúng ta có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn nút thích cũng như đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!